Nếu anh lấy con này luôn, em thường thường cả bác trai bên Thái Bình nghe rõ nhá, em toàn đọc giá trừ luôn rồi. Ví dụ pha đèn này, bây giờ nếu anh lấy, em bù trừ cho anh đúng cái pha này là 1,5 triệu. Anh mua ra ngoài toàn 2-3 triệu đấy, tùy thằng mặt em lấy pha này chỉ là 2 triệu, trừ đi còn 1,5 triệu. Đấy, cái yên này nữa em ném sang luôn cho anh nhìn. Đấy, mấy cái rè đây, nó đây, rè như anh nói đây. Rè thì anh chỉ hỗ trợ ngoài mất tầm khoảng 500 thôi, chứ bình thường em mua toàn hơn 1 triệu đấy. Thế là đồng nghĩa việc là anh không nói bao tiền nữa, mà em bù trừ cho anh cái này, cái yên này, mấy cái pha đèn này, mấy cái mặt này, xem nào. Lấy anh 3,5 triệu nữa, thôi lấy anh 3 triệu coi như lộc 500 anh đi lại, là tổng xe anh 28 triệu, không nói nhiều. Chung Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em nay về đi ăn đám cưới đây, nhà em qua cây xăng Phú Vân đấy nhá. Là 80 mét này rẽ phải đấy nhà em. Em về quê ăn đám cưới. Thế là có bác trai ở tận Bắc Linh. Bác ấy xuống nhà em từ 12 giờ. Bây giờ là 1 giờ hơn rồi. Đấy, đây này. Qua cây xăng Phú Vân đúng 80 mét là rẽ tay phải đến nhà em luôn này. Đấy anh em nhá, đến nhà nghỉ Hương Sen này. Đấy. Hai bác trai ở tận Bắc Linh xuống nhà em đây. Đây đây nhà em đây anh em nhá. Để đặt xe nhà em, để anh em theo dõi cái kép để xem bác ấy mua có thành công hay không nhá. Đây, Bắc Linh đây. Đấy. Đấy bác ơi đây. Đây xe đây Bắc Linh 99 đây. 27233 đây con vớt đây. Đấy. Đây. Anh em đợi cái kết nhá. Để xem bác ấy mua nào. Anh à? Đâu hai anh đi à? Anh nào là anh đòi lương thưởng nhỉ? Anh à? Đấy. Thôi cứ bắt tay á, cứ bắt tay á. Bắt tay á để trông nói chuyện. Cầm điện thoại quay cho anh để anh sạc cái điện thoại á. Không quay video được đâu không? Không, em không ngon đâu. Marketing đúng rồi. Ok, để em sạc điện thoại này hết sạc pin. Em phải bảo anh là có gì gọi điện thoại đấy đấy. Đây lấy cái mic nhắc nào. Chỉ mỗi tôi là hơi chậm giờ. Đúng rồi, anh thông cảm cho em đâu. Đây, anh này nói nhiều thì cho cái mic này. Đây. Từ anh em mới được tiếng Anh này. Đây, cắm mic vào. Em cắm mic vào nghe cho nó rõ á. Đây được rồi, xong rồi, cắm mic xong rồi. Đây, cứ quay đi. Con điểm bao nhiêu? 14 bán ngày đấy rồi gì nữa. Chốt xong là bán luôn này. Bán luôn trong vòng 1 tiếng thôi, em bảo thế em đăng lên công khai. Con 14 này bán luôn, giờ rất nhiều người tiếc. Nhưng em có xe mộc khác cho anh. Em còn chưa lên hình cơ. Anh chờ em tí đây. Thế anh em thiếu gì? Thích mộc có mộc, thích mới có mới. Thì tận 1.000 xe mà lo gì thiếu. Đấy em mua là 48.888, em cộng 2 triệu vì con này gần nhà em. Em cộng nhanh. Cái sạc của anh đâu rồi? Làm tiêm sạc cái bịn á. Đây có xe mộc mà anh yên tâm. Nó tự dưng lên pin này. Ok xong. Tiến ăn chưa? Dùng chưa nào? Ok. Dùng thì vẫn phải hết pin. Quay lại biển anh nhá. À, em xin phép anh này này. Việc đầu tiên là anh Hùng nói chuyện là vui vẻ đấy. Ok. Anh nào đâu anh nào với anh đúng không? Ừ. Thì em xin phép anh như này này. Em là người kinh doanh nên em chắc chắn là em không dám nói khôn với anh. Nhưng em khẳng định với anh là cái câu chuyện lên ô tô anh đang đùa em. Vì sao? Nếu mà anh xác định muốn lấy đây nhá. Thứ nhất anh là lấy số điện thoại anh điện cho em. Nếu anh muốn lan tiền của gọi là cho khách dẫn khách ấy, anh điện riêng. Đấy là đầu tiên. Thứ hai anh gọi trên xe. Anh gọi trên xe thì lấy đâu ra cái chuyện là rồi gọi là chiêm nhau để hỗ trợ đồng nào thì hỗ trợ. Vâng. Lâu rồi giới thiệu. Vâng. Ông anh này thì thích xe bây giờ mà thôi. Mà nghe coi là được Kiên lâu rồi hôm nay là hai anh em là đích danh là xuống tận cửa hàng để tiếp tính em thì em xem xe cộ rồi đấy tính em thẳng là kể cả các bác không mua các bác quay đầu lại em bảo thẳng sao nhưng mà câu chuyện nếu bạn nào gọn riêng phải gọn riêng cái hàng ăn đầu thôi ăn làm gì hai đầu chứ không nếu mà bác mà lấy tiền của em thì em cộng vào tiền xe cả thôi anh em mình làm ăn đấy thế là anh bảo thế là ok chứ bây giờ em hỏi bác là trong đầu bác định mua tầm khoảng bao nhiêu quay đầu bác cứ nói đi hết hết cỡ là bao nhiêu mới kiểu như là mới chơi mua con được tầm 20-25 triệu thôi 25 triệu thì bác không thể mua những con kia được thế bác phải đặt rồi okay. Thế thì có nghĩa là bây giờ bác muốn đặt hàng đúng không ok thế đây như này nhá đây như này nhá ví dụ như con là 25 triệu ví dụ đây thực tế luôn con là 25 triệu không sai một cái gì đây và đã bán rồi anh nhá đây đã bán rồi 25 triệu còn anh không anh thích thêm tầm nào thêm cái gì em thêm vào đấy còn chọn gói cho em là em nói luôn lại từ đầu này Tiến đứng ra góc này này đẹp ví dụ nhá anh không có xác xe nè chọn gói như này đến tay anh 25 triệu còn nếu có xác xe chọn gói như này làm nên mới như này là 20 triệu để tất cả anh em nghe à quên mất thì anh tên là gì ạ
Anh Thành. Mình tên là Thành, sinh năm 83. Hơn còn anh? Hơn tuổi. Anh Đoàn cũng sinh năm 83. À, hai anh em đồng nào vậy? Cùng tuổi rồi. Cùng tuổi, ba thằng cùng tuổi. Em chung kim ô tô, anh sinh năm 88. Thế này nhá. Tại vì lúc chú gọi số điện thoại 88 là anh biết chú 88 rồi. Bây giờ chỉ cần em hỏi các anh như này này. Xe như em thì 10 con dựng lên nhau cả 10. Anh đến nhà em là anh được nhìn thấy từ lúc sắt vụn đồng nát đây. Đến lúc củ máy riêng đây. Đây, quay đây này. Đấy, từ đồng nát sắt vụn này, củ máy riêng này, phun mới đây. Đấy. Tức là anh đến đây này nhìn đẹp. Thực tế nhất, anh hiểu không? Đây, và ráp lên máy nó cũng thế luôn này. Đấy, khung sườn. Còn nhiều người anh em bảo, ôi em ơi sao nhìn con xe toàn đồ lô thế? Thì đồ lô thì nó có ra đấy anh ạ. Đúng rồi. Nhưng quan trọng là củ máy, khung sườn, giấy tờ là Honda chính hãng. Chứ nhiều người bảo, thế mua Win tàu mới đi. Anh ơi, anh mua Win tàu anh chỉ mua ra khỏi hàng mất nửa tiền rồi. Nhưng mua Win tàu của em, anh ra khỏi hàng cũng mất tiền. Nhưng nếu anh càng đi nó có giá trị tăng lên. Đấy. Vâng. Vâng. Trải nghiệm ấy. Rồi. Thì hiện tại như con này là 25 triệu đây. Đúng rồi, chính xác là 25 triệu. Đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi anh muốn vào thêm bộ. Đấy, chuẩn. Thì đây lên trên này, lên trên này. Lên trên này, đi. Tất cả cùng lên đây. À xem đồ nữa đúng không? Bây giờ anh vào thêm cái gì? Thêm cái này. Thêm pha đèn này đèn rồi. Ở cái xe này loại 1 nhưng còn như anh có cái lỗ ở bên tay trái này. Rồi, em hiểu, anh cứ nói đi, em sẽ hiểu. Anh cứ nói những cái ý của anh đi. Đấy là hai cái đúng không? Rồi. Còn thôi cái xe này thôi. Sinh nhan như 11 rồi. Ừ. Đây là hàng 11 đây nhỉ? 11. Ừ. Như zin, anh chốc em sẽ chỉ cho anh tại zin với 11 như nhau. Nó khác mỗi chữ càng ở đây thôi. Rồi. Ừ. Anh cứ nói đi, anh cứ nói hết đi thì em sẽ những cái gì anh đang yêu cầu đi. Xong em sẽ tư vấn cho anh đi. À, tôi sẽ dùng cái yên 11 này. Rồi, yên đấy, yên 11 đấy. Tôi là muốn thay cái da này bằng cái da mà có gân guốc. Hiểu, nét là yên zin. Rồi, xong tiếp tục. Còn thôi. Thế bình xăng này nó mới, tôi nhìn bên trong nó kết hơn là bình xăng. Đúng rồi, xỉ một thời gian đi. Đây này, em nói với tất cả cộng đồng mạng này. Tức là anh đến nhà em, cái gói trải nghiệm là 25 triệu. Là như thế này rồi. Mọi người cùng nghe nhá. Nhưng anh bảo Kiến ơi, anh muốn thêm bình xăng, anh muốn thêm tổ trước, anh muốn thêm va đèn, anh muốn thêm cái gì đấy chẳng hạn. Thì như ví dụ anh thêm cái mặt này. Nhưng mặt này nó có loại rẻ, triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí mới tinh 10 triệu nhiều người ta thích. Đúng rồi. Còn đừng áp đặt người ta vào mình. Tức là anh thích điều gì việc của anh còn anh thế em hỏi anh như câu này vô tư anh thấy lô này anh chấp nhận được không bình xăng lô anh chấp nhận không anh đúng không xoáy ra nhìn bên trong nó trắng trẻo nhưng anh chấp nhận đúng không đấy nhưng mà nhiều người bên ngoài nhiều người người ta bảo đấy không chơi ví dụ bảo gì nên là công ty người ta cũng không biết được đâu đúng rồi vì quan trọng mình cảm thấy thế này vừa là được quan trọng anh là khách hàng của em dùng nó sẽ là không bị không sợ thủng nhưng anh mua cái 5 triệu 10 triệu anh không tin về vết thủng không đúng rồi đấy ok thế bây giờ nhá thì anh lên trên nhà anh xem đồ và yêu cầu của anh ba thứ thêm pha đèn thêm hàng linh kiện và thêm yên linh kiện chuẩn chưa đây máy sáng pin à còn bao nhiêu phần trăm 20 thoải mái đây này khung sườn em đều dã ra em đánh sạch đi đi lên đây theo dõi rồi đây nhà em mới lắp cái thang máy hơn tỷ anh ạ anh ghi cái thang máy anh ghi cái thang máy hơn tỷ xem nó có khác cái thang máy mấy trăm triệu không lên lên tiến đấy quay mặt gương ra kia là được đấy cái thang máy nhà em lại càng ngồi nhiều người ấy, thì cả nó đêm, càng êm đúng không? Đêm... nói chuyện vui thì mình vui hình ạ. Mình cứ thoải mái anh dân ra. Cẩn thận đầu nhá, cẩn thận đầu với chân nó sau. Okay. Cẩn thận đầu với chân vui tính thầy nói đấy. Đây đồ nhà em đây. Tất cả những cái khung này nhá. Anh nhìn này, tất cả những cái khung này nhà em là đã có chủ rồi. Nhà em là nó thấp anh còn là 50-60 chiếc xe đang chào dọn. Rồi anh xác định là đặt chú bây giờ là xác định là ngoài là người đấy. Ôi giời, cảm ơn anh đấy. Đấy, đang nó khéo anh ấy hiểu. Đây, tất cả khung này này. À, yên zin đây nhá. Đây, từ từ yên zin đây. Gần quốc đây. Đấy chưa? Ý là tôi vẫn dùng là quốc rồi. Là loại 1. Rồi, rồi. Ra ngoài như này thôi. Đã hiểu rồi, đã hiểu. Chốc em sẽ đọc thêm tiền. Đây nhá, tất cả khung càng đây. Em nói anh ấy nhìn sơ sơ đồ anh em, chỗ này không dưới 500 triệu. Em không nói dối các anh làm gì. Những cái đồ nhà em này thôi nhìn này không dưới 500 triệu em nói không dưới rồi cho nói tỉ người ta cười đấy tên đồ uy này anh nhìn này đồ uy nó cứ sắt vụn thôi nhưng nó ra giá đấy đây bây giờ này nhá cái gì nhỉ anh bảo em phai đèn thành đèn đúng không mấy cái gì nhỉ cái yên rồi xem rồi đúng không rồi. Đây cái này có một cái này em định nói với anh này tưởng bọn anh mua tầm này thì ngon luôn này ví dụ bọn anh nào mà đang mua con tầm 50 triệu mới 60 triệu thì lấy con này luôn này đấy đồ gì nó kín hết. Nhưng mà rồi nhưng kinh tế chỉ thế thôi. Đúng rồi. Vì cái con này của em là như này này, khách hàng của em dọn xong hơn 50 triệu, xong đổi sang con hơn 100 triệu nhà em thế này. Đấy, đây. Đấy nhìn này này, pha đèn của anh như này. Đấy em ví dụ luôn, nếu anh cần thiết em lấy luôn pha này. Nếu pha đèn này là em nói luôn công khai này, ví dụ cái pha đèn tàu của nó là 500 thì anh mua cái pha đèn tầm 2 triệu thì còn 1,5 triệu.
trừ đi phải trừ gốc cho anh đi chứ. Đúng rồi. Đấy, không, nhưng mà thường thường không, đúng rồi, không. Pha đèn thì anh muốn lên một đi nhìn thấy như này. Nếu anh tìm một cái pha đèn cũ nhá mà anh lắp trên con xe mới nó sẽ không hợp. Cái thay bằng thế anh dùng pha đèn 11 cho em. Đằng nào mình cũng xi lại, không phải là cứ thế. Xi lại thì nếu anh lấy con này luôn. Em thường thường cả bác trai bên Thái Bình nghe rõ nhá. Em toàn đọc giá trừ luôn rồi. Ví dụ pha đèn này, bây giờ nếu anh lấy em bù trừ cho anh đúng cái pha này là 1,5 triệu. Anh mua ra ngoài toàn 2-3 triệu đấy, tùy từng mặt em lấy pha này chỉ là 2 triệu trừ đi 1,5 triệu. Đấy, cái yên này nữa em ném sang luôn cho anh nhìn. Đấy, mấy cái rè đây, nó đây, rè như anh nói đây. Rè thì anh chỉ hỗ trợ ngoài mất tầm khoảng 500 thôi, chứ bình thường em mua toàn hơn triệu đấy. Thế là đồng nghĩa việc là anh không nói bao nhiêu tiền nữa, mà em bù trừ cho anh cái này, cái yên này, mấy cái pha đèn này, mấy cái mặt này, xem nào. Lấy anh 3,5 triệu nữa, thôi lấy anh 3 triệu, coi như lộc 500 anh đi lại, là tổng xe anh 28 triệu, không nói nhiều. Thấy ngon chưa? Chứ không nói là bao nhiêu nữa sẽ sốt ruột. Tức là xe của anh sẽ vào yên zin này, vào pha đèn này, vào rè mồm này, vào linh kiện này, là tổng 28 triệu 500, lấy 28 triệu, lộc 500 anh em đi lại. 500 đúng không? Là 2 triệu. Tổng 1,5 triệu. 1 triệu. 1,5 triệu nhưng còn 1 triệu, mình gọi như thế đi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng anh nhìn cái yên xịn vào cái xe gần quốc hơn không? Đây là xịn đây đúng không? 100% luôn. 99,99%. Nếu về nhà ai bảo không xịn cứ đốt xe ra, em xịn tận nhà anh mà. Sao nó không được bóng như những cái bóng con này vậy? Thôi anh. Phải phải xịn trước thì. Không, như này này, những cái yên này nó à từ từ tiện nói yên nhá. Nhiều anh trai bảo sao bọc yên xấu thế? Là nó như này này. Khi mình mua yên từ bên Indonesia về, nó gấp nhanh thì quá trình bọn anh đi bọn anh ngồi lên hoặc để một thời gian trên này nó lắng ấy, tự nó căng ra đây. Anh hiểu ý không ạ? Đấy. Còn khi lên nó mới đúng như này luôn anh nhá. Đúng như này luôn. Khẳng định luôn mới như này. Đúng như này luôn. À, anh em ship xe tận nhà các anh trả tiền em mà hôm nay chỉ cọc thôi mà. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế nên anh ngồi gì? Kể cả anh cọc em 10 triệu hay chuột đủ cho em nhá. Mà em lên nhà anh, ví dụ em lên nhà anh mà em sai với anh em chạy làm rồi. Đúng rồi. Chuẩn chưa? Nhà anh cơ mà nhà chú đâu. Đúng, chuẩn. Đấy, còn chuyện còn đấy nó yên lại khác, nó yên 10 triệu nó khác. Xuống dưới đây chỉ đơn giản xong, thôi. Đơn giản thế thôi. Còn mình xăng đây nhá, tất cả mình xăng cho em anh nhìn này. Giá thêm cái đồ nhẹ nhẹ thôi. Anh ơi, nhiều khi anh chơi win anh sẽ hiểu. Một cái bình xăng zin mới tinh hơn 20 triệu rồi. Ok anh, thoải mái mà. Ở đây chỉ 12 phút thôi mà. Nhưng mà con đỏ đỏ cũ cũ này thì... Anh ơi, con đấy có chủ rồi. Con đấy em dọn là 30 triệu đấy. Con em dọn chính xác là 25 triệu và khách thêm mỗi cái bình xăng thôi. Chẩn chưa, anh nhìn mỗi bình xăng không? Không thêm cái gì nữa. Đấy. Anh thêm bình xăng đấy là ông ấy bảo là bình xăng 5 triệu, thế là 30 triệu thôi. Nhưng anh vào bình xăng 3 triệu là 28 triệu. Thế nên tại sao mà anh hỏi em ô xe này bao nhiêu? Em không thể trả lời được. Là vì quan trọng anh vào bình đồ gì? Đồ. Đúng rồi. Mỗi cái một khác nhau. Thế nên là nhiều. Như loại 5 triệu, loại 3 triệu mà. Em nói anh ấy lên mạng thì bảo em này nói nhiều mới cả lọ khi em nói anh. Thế bây giờ em nói với anh hiểu rồi. Nhưng cái người sau sẽ không hiểu đâu. Em cũng khổ không sướng đâu. Có thật anh thế. Nhưng thôi làm nghề anh ạ. Đấy anh xuống nước. Rồi. Này còn biển, nhưng mà anh thích biển đẹp, ví dụ thế, lại tiền. Đấy, không, em, rồi em tặng cái biển sạch sẽ không mất tiền, còn nếu anh thích, anh nhìn biển mất tiền thì vào biển mất tiền. Đấy. Anh thấy cái thang máy nhà em hay không? Ấm phát chạy luôn anh ạ. Giật ngã ngửa. Có những thang máy là, có những thang máy là một phát lên ngay nhưng em phải bấm, giữ. Anh ấy cuộc đời nó cũng vui vẻ như thế, tính em nó thích đấy, vui vẻ. Nó chuyện thoải mái, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì không sao. Rồi, ok. Rồi. Đấy. 99 Bắc Linh, anh đi xuống nhà em bao nhiêu cây số? 100. Bao nhiêu ạ? 100. Đây này, anh từ từ, giới thiệu qua tí. Đây, nhìn này, tất cả tủ máy này. Đúng rồi, nó đồng nát sắt vụn. Nhưng mà khi lên, anh nhìn này, đẹp chưa? Không lổ. Đúng rồi, anh càng gửi xe không lổ. Không lổ thì... Đây ra uống nước nên nha. Mà lại không lổ nữa thì không ok được. Tiến lấy cho cái hộp giấy tờ. Xe không lổ không rất là nữa. Tức là anh em càng nát còn tốt. Chứ bây giờ nhìn đống đồng nát kia. Đúng đúng rồi, chuẩn rồi. Ông anh này theo mình quá nhiều rồi. Ví dụ bây giờ nha, em phân tích cho anh nước. Thế ví dụ bây giờ nhá, anh mà lấy chiếc xe nhiều người không hiểu ạ. Thiên ơi, anh gửi mua chiếc xe sạch sẽ em đẹp lắm. Chú dọn cho anh nhá. Bao tiền mà dọn là 20 triệu anh gửi xác vào. Ôi, thế chú dọn con nát đồng nát thế 20 triệu còn phải đẹp. Nhưng mà của anh thì cũng tháo hết ra. Em phải đánh hết cái đẹp của anh đi chứ. Em mới làm. Đúng không? Nhiều người bảo đấy chứ. Ôi em ơi, xe anh còn ngon lắm. Liệu có phải có dọn có rẻ hơn không mà anh ơi. Nếu còn ngon thì dọn để mới đi.
ngon thì dọn làm gì. Em vừa lấy con biển này này, nếu anh thêm tiền thì lấy này, vừa mở hàng luôn thì chắc em nghĩ không lấy được thì nó cũng cao tiền. Đây này, em vừa lấy biển này này, đây đây con 4165 đấy nhá, chốc cất này đi nhá, bán rồi này. Đấy đây, nếu anh lấy đấy con này này 6226 này, nhưng mà mất thêm tiền nhiều đấy. Riêng nhưng mà biển này mất thêm tiền, biển này ít nhất mất thêm ngoài 5 triệu đấy, không em thôi theo em bỏ. Những biển Hà Nội, nó thẳng luôn là biển Hà Nội, anh mất thêm tiền. Thì đúng rồi, bỏ, thêm anh mất tiền đấy. Rồi em sẽ tìm cho anh cái biển mà không mất tiền mà em chắc chắn anh ưng. Đây, anh chờ em tí. Con này mất tiền, không nói này. Em sẽ tìm anh biển không mất tiền. Em khoảng... Bán rồi, con 99 bán rồi. 99, 1982 đấy à? Đấy rồi. Đây. Một anh lấy con này 7762 này. Đấy, nhìn sạch sẽ đấy. Đây, 6597 này. Đấy, 4 số đấy nhá. Đấy. Đời cao đúng không? Đời cao ấy, tôi chào gì. Đây, nếu con này thì em cũng tặng anh luôn này. Đúng là mất tiền, tặng anh luôn này. Biển này mất tiền này, cho anh nhìn tí này. Cho nhìn cái biển mất tiền tí cũng được. Đây con này không mất tiền này. Biển 5 số bỏ. Nhà em nhiều nhà em. Mấy trăm xe. Thì em biết ngay anh thích con này. Nhìn em thích 24 ô cô thôi, kéo xem nhiều mệt này. Thôi thôi. Nếu mà xuống kia này xem này cho nó như đi vào chợ vải. Thì... Đúng rồi, anh ơi, một bông hoa nhá. Một bông hoa nếu ông đứng riêng một mình nó cực kỳ đẹp cũng như người phụ nữ ấy. Đúng rồi. Nhưng mà anh vào ví dụ, anh hiểu không? Anh chẳng biết chọn ai thôi, tốt nhất như đôi mà quay ra ruộng ngô kia kìa, nhìn cả ruộng ngô kia thì nó bình thường, nhưng mà cho một cái cây ngô mà có những người bảo mà bắp nó to ra ngoài thì những con này còn chú còn nhớ rõ ràng đời của nó bao nhiêu à, 97 à không phải anh nhìn nó đẹp hay là 8 lần đầu á anh, tức là như này nhá, win là nó sản xuất nó đang kim muộn, anh hiểu chưa? Cho nó mua 6 đây, 509 này có thích không? Thôi còn sức này thôi nhá, không xem nữa nhá, xem nhiều làm gì sốt ruột. Đây đứng đây chốt của con màu gì? Thích em phát màu đen đúng không? Ok đánh nhanh con. Bây giờ này nhá, em tư vấn thêm cho anh cái này này, tức là này, tất cả khách hàng bảo em là tại sao lại không bảo với khách thích hợp nhất. Em rất muốn thích hợp cho khách nhưng em vẫn phải nói khách thôi. Ôi thì sao nói với anh thêm này anh thêm kia. Điều đầu tiên em, anh đã không thích bánh xăng rồi thì anh không cần thêm bánh xăng đâu. Nhìn theo em cái thủ tin em một lần thêm cái thủ thì mới chú vẫn bảo là vẫn êm máy bình thường thì kệ nó thôi. Không nhưng em hiểu rồi đấy, em chắc chắn anh 25 triệu vẫn ngon. Okay. Nhưng em chỉ tôi vẫn muốn cái thủ thêm vì cái thủ dĩ không em dĩ phải nói rồi. Đúng rồi mà nó có cái mà khổ, phí đấy nhá, nó mặt tiền cộng là mạng. Em nói này, rồi. Em là làm cho trong mộ mà. Em phải như thế, không đến nữa sao chú cũng nói với anh cũng ba củ ấy chú, đúng ba củ đây, nhưng đây thủ đô đây, đây cho xem thủ đô đây, con này tối em giao cho ông anh ở Hải Dương đấy. Đây này, đây nhìn này, đây nhìn này, đây nhìn này, này lô của em này đấy, mình nói là lô cho hiểu chứ con em là hàng đặt riêng, lô đâu lô loại 1 loại 2 nhá, lô đâu có lô kêu kèn kẹt đấy. Nhưng mà tôi nhìn cái lỗ ở bên tay trái ở bên rè tôi ghét quá. Rồi em lại vào đó đúng không anh ơi? Đây nhá, em lại nói như này nhá, rất nhiều người trên mạng nhìn con xe này không như thế nào, nhưng anh ơi, rồi anh chỉ chê mỗi cái lỗ thôi, nhưng có những người bảo ủi lỗ được. Anh hiểu ý của em không? Đấy. Cho nên là em bán hàng là em cần là khách hàng của em là chính là anh ạ. Còn những khách hàng trên mạng bảo mình là mõm này, là diễn này nọ kia. Các anh nói em rồi. Các anh nói em thế nào em nghe hết, vì sao? Em chỉ quan trọng anh là khách, anh ưng là được. Còn anh bảo cái này không thích cái này, em có cái đấy cho anh bỏ tiền vào. Thế chẳng em bỏ tiền túi em cho anh à? Đúng không ạ? Đấy thì bây giờ này nhá. Chứ cái là cầm lên ra đây ngoài cái video anh ơi. Em bắt đúng không? Em bắt lẻ luôn rồi. Đây. Rồi đây, để em theo đúng cái này luôn. Đơn giản. Anh ơi, ra đây cho em một tí. Với em thì đơn giản mà. Mình làm cái gì mình có video luôn. Quay video đi em. Đây. Đấy. Anh chính thức anh tên là gì? Anh tên là Thanh. Có Thanh. Sinh năm 1983. Anh ở chỗ nào nhỉ? Yên Phong, Bắc Ninh. Ok. Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên Mùa Bán Win nhá. Và đặc biệt là cảm ơn anh Thanh và anh gì? Đoàn. Là được chú Đoàn giới anh thiệu. Anh Đoàn được giới thiệu ở đây. Là anh em đồng hao cả. Đấy quan điểm rõ ràng, anh em thông cảm những cái gì mà gì thông cảm.
là anh ấy đến đây nhà em mà chốt rất nhanh gọn cho xe Win biển 24K5 2318 xác định cho anh là chuyện màu đen em vắt như thế này, dọn phun mới lên toàn đồ lô. Được chưa, em nói thẳng để cho nó nhanh. Toàn đồ lô, được chưa? Không, không, em chưa nói xong. 25 triệu toàn đồ lô và anh bảo anh chỉ thêm cái yên xịn, dè linh kiện và cái file đèn xịn như này. Đây đúng như này luôn. Được chưa? Đấy, chọn gói cho anh 28 triệu. Và khi nào xong anh đi một con bán tảng đây, em gửi xe khách cho anh thì không mất tiền. Còn nếu anh thích em trả tận nhà anh bắt tay nhau thì là em trả tận nhà anh, ví dụ 100 cây lấy 1 triệu. Nhanh gọn chưa? Đấy nhưng mà vui chả? Ok. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có điều gì muốn nói với cộng đồng mạng không? Được rồi, tôi thì rất chi là đồng ý với cách phong cách làm ăn của chú rồi. Vâng. Tôi gọi kênh rất lâu rồi. Vâng. Kịp rồi anh em làm. Thế em hỏi qua tí này, thế một lần cho nó nhanh này. Thế anh nghĩ gì mà xe toàn đồ lô mà anh vẫn mua? Thì nhiều khi mình mới trải nghiệm thì sau mình có thể 1-2 năm sau hay một vài tháng mình lại lên đồ dần. Đấy, câu đấy là câu em anh nói chuẩn này. Vì anh mua nhà em khung sườn máy móc ngon hết rồi. Anh bảo Kiên ơi, sang năm anh mới có lương, anh lấy hoặc tháng sau anh lấy bình xăng. Tháng sau anh lấy thụt trước. Tháng sau anh lấy cái đồng mình lên đồ dần. Đúng rồi. Còn anh mua một chiếc cũng 25 triệu nhá. Anh ra ngoài anh mua một chiếc xe toàn đồ zin. Nhưng cái zin có dùng được hay không? Đúng không ạ? Đúng cũng rồi. Như câu chuyện rất nhiều người bảo em là Kiên ơi có bán xe 10-15 triệu không? Em vẫn bán nhưng em sẽ không bán trên online. Vì khi ta về người ta trả cái đam mê nhưng đi nửa tháng người ta chán, mất danh dự của mình. Còn những người mua xe rẻ tiền phải đến nhà em xem tự bán không thôi. Còn không cứ 25 triệu tự tin làm bán. Đúng không ạ? Đấy. Thế thôi, ok, cảm ơn anh nhá. Một lần nữa chúc anh ai anh chúc nó đi tốt từ đi trên đường vạn dặm anh em đến nhà. Rồi còn chúc định... cửa hàng là cũng buôn may bán đắt. Vâng. Định nói này là cứ coi là tươi tới đầu xuân nhỉ. Định nói anh là đi tốt dùng bền những cái dao đồng đi tốt dùng bền. Đấy. Rồi, mình nhớ mồm. Quen rồi đúng không? Quen mồm. Đi lúc giao xe. Ok. Đấy thì bây giờ anh đưa tài khoản hay tiền mặt? Đúng, tôi là tiền mặt cho em tiền mặt để em đến cho nó thực tế. Nhiều khi mình diễn cho nó ra diễn luôn ấy. Đâu diễn đâu thật chứ diễn gì? Không, em cứ nói diễn. Không diễn thật không luôn. Cần hỏi bao nhiêu đã biết rồi. 5 triệu rồi đúng không? Đấy không cần hỏi bao nhiêu thì không cần đếm nữa. Đi không phải. Vẫn phải đếm. Thế phải che đi. Đây anh... có khi lại có 4 triệu rưỡi đấy. Anh ơi, che đi không nhiều khi vi phạm ở quyền 1 2 3 4 5. Chứng tỏ ông chuẩn bị sẵn tiền đi rồi. Thế thì rồi, em hỏi thật là tại vì đã tin tưởng sẵn rồi nhá. Em hỏi thật là thế tin tưởng sẵn rồi nên là xuống đây anh... là chỉ lấy cái hình thức thôi. Anh muốn em em muốn em xếp ship tận nhà hay gì ạ? Ok đấy sao? Ok đấy thì lúc nào xong thì rồi. Đấy. Ok. Nhưng em nói luôn nhá, đấy câu chuyện nói vui là thật nhá. Anh khi em ở em hôm nay thử vé đám cưới. Là anh có điện cho em. Đây là chuyện vui không có gì nhá. Anh bảo là Kiên ơi thế anh giới thiệu khách thì có được đồng nào không? Không để em xin phép. Em chắc chắn là ai giới thiệu anh đều có tiền. Nhưng vấn đề này này. Nếu đây nói chuyện vui thôi, anh ngồi trên xe anh nói hoang đi thì khác thì hai ông là một rồi. Em đọc cả vị luôn. Thế còn này, xuống đây nhá, ai xuống nhà em đều có tiền xe hết. Em khẳng định ai xuống nhà em có tiền xe hết, không cần phải xin. Rồi. Không cần phải nói, mà tự em mới đi. Tức là ví dụ anh ơi, anh xuống nhà em mua đúng không? Đây em đọc cho anh cái này có 5 lít, lấy tiền xăng đi lại. Rồi. Đúng không? Là tiền xăng. Okay. Nó cũng muốn một ngày sớm nhất nó cũng muốn làm một con này. Không, làm một con trải nghiệm xong về mới mua lại. Làm con đỏ con đen hai anh em đi được. Thì thích nhưng mà tại vì bây giờ nó chưa có thời gian để đi. Đức ơi đứng góc này quay con xe này. Là đẹp. Taxi, giờ đi taxi. Em nói anh này, những người mua cái xe này ấy, nó đều là ngước. Những người mua xe này nó không, nó là đam mê. Tức là nó là hoài niệm. Mà nói thẳng tưng anh em, những người mua xe Win này nhá. À kết thúc video à? Thế coi như xong kết thúc video nói chuyện cái kia riêng nhá. Thế một nữa cảm ơn anh. Rồi. Xong em một lúc xong về đám cưới. Về hát mấy bài trên đám cưới nữa cơ. Ok anh em ơi. Chúc kèo thành công nhá, cảm ơn hai anh rất nhiều. Đấy, hẹn hai anh một ngày gần nhất, anh em mình gặp nhau trên mạng. Anh em nhớ hai đây tên anh ấy nhá. À Bắc Linh đi con xe Ford kia. Đấy, em vớt đấy nhá. Thực tế người thật phải thực. Ê, thôi em sơ suất này đi công việc về hơi muộn. Em phải thuê con xe tải để mua con xe biển 62-629 ấy. Thuê giải đi vì em xe của em nó bị tai nạn mà. Đấy. Anh cũng cần phải chụp lại cái đăng ký không? À có, anh cầm về luôn được mà. Cầm luôn được. Ừ. Anh chụp lại cho chắc ăn em một trách cho. À trông nữa nhá. Anh chụp luôn đi. Chụp đi cho để đây. Chụp đi, chụp đi để đây em một trách đúng rồi. Đi đường nhưng có xảy ra gì mình còn có đăng ký. Rồi. Anh như này như cái đăng ký thì em giữ lại trên gốc tặng anh. Cho em cất đi xong nào anh nào hẹn anh để ra Tết 2 tháng. Rồi. Anh cứ thông xếp như nào anh bảo em. Đấy chưa, cảm ơn anh rất nhiều. Em về đám cưới em biết rồi. 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 Cảm ơn anh nhá. Chủ kiện nhá. Chúc anh chúc anh em làm ăn luôn thuận lợi. Vâng. Chúc anh đi đường vạn dặm bình an nhá. Hẹn anh một ngày gần nhất em lên. Thọ đây có sức khỏe dồi dào. Đấy, chốt cho anh là lên mấy triệu đi nhỉ? Lên 3 triệu nữa đúng không? Tôi xin thêm cái từ trước đúng không? Ok. Đây. Không phải mình làm cái nhau. Đấy, xe đi xe về rõ ràng.
Trước con này trước chạy taxi hả? Anh chạy taxi hả? Rồi, chạy. À đấy ạ, mình chạy gia đình. Chạy gia đình. À rồi. Ok em cảm ơn anh nhá. Rồi. Chào em. Vâng, chào anh. Anh em ơi, chốt kèo thành công. Đây, một bác trai đây. Đây. Đi con xe biển 99A27233 đến nhà em để dọn phục dựng chiếc xe win. Đấy, anh em nên nhớ này này. Kinh tế của các bác chỉ có thế thôi. Đấy, mày lùi ra. Lùi đi anh ơi. Đi vòng ra, đi vòng ra. Đi vòng ra luôn được, vòng ra được. Vòng ra. Ok anh nhá. Đấy, rất nhanh gọn anh em ạ. Anh bác khách đợi em từ 12 giờ trưa đến giờ. Đấy, bây giờ em lại về đi em cưới đây. Chào tất cả anh chị em nhá. Anh chị em mua xe dọn xe theo cho em ủng hộ em qua số 0358 444 888 hoặc Zalo của em là 0782104 quý 3 hoặc 0705706789. Cảm ơn anh em. Xong kèo.